nhiều du khách yêu thích ẩm thực Tây Nguyên đã có dịp trải nghiệm khó quên với rất nhiều món ăn đặc trưng mang đậm hương vị núi rừng trong ngày hội ẩm thực Gia Lai diễn ra ngay trung tâm phố núi Pleiku. Gần 20 gian hàng ẩm thực đến từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống uy tín trên địa bàn thành phố và các địa phương trong tỉnh đã đưa đến ngày hội ẩm thực nhiều món ăn nổi tiếng của vùng đất đỏ Ba Giang như rượu cần, cơm lam gà nướng, gỏi lá, thịt heo sọc dưa nướng ống lộ ô, bò một nắng, muối kiến vàng. Đặc biệt, tới đây du khách không chỉ thưởng thức các món ăn ngon truyền thống làm nên nét văn hóa trong ẩm thực của người Tây Nguyên mà còn có thể được tự tay vào bếp trải nghiệm, tìm hiểu quy trình làm ra những món ăn dân dã độc đáo.